Mơ màng trước sắc đẹp của cô, trong khoảnh khắc cô hiện lên hình ảnh đất nước Triệu Voi cùng muôn hoa rực rỡ. Và đến tận hôm nay, sau gần 50 năm rồi, hương vị ngạt ngào của những bông hoa đó vẫn còn say đắm lòng tác giả. Đó là xuất xứ của bài hát Udon, Em là cô gái Lào, sáng tác của Lâm Đức Được, với phần trình bày của anh Ngọc Sơn, múa phụ họa Thanh Hương Văn Hiến. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.